Dương Nguyễn và Thu Hương, chào mừng các bạn đến với chuyên mục Hỏi Đáp Thình số 520. Hẳn là chương trình hỏi đáp của chúng ta vừa rồi đã bị cắt đoạn đúng không anh? Tại vì do dịp Tết và hôm nay thì hỏi đáp của chúng ta sẽ được quay vào ngày mùng 5 Tết. Và hy vọng là trong những ngày tới thì các bạn sẽ lại có chương trình hỏi đáp để cùng nhau thức khuya và nghe tâm sự qua chương trình hỏi đáp. Và anh Duy đã sẵn sàng và gọi là gì đầy hưng phấn trở lại với chương trình hỏi đáp của chúng ta hôm nay chưa? Anh mới làm muỗng co BCA không biết đủ chưa? Thử đi. Thưa, sẽ bắt đầu câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi 11746 chào anh Duy. Anh có thể chỉ em cách lạm dụng thực phẩm bổ sung thay ăn luôn được không? Chứ em đi làm cả ngày chả có thời gian nấu nướng gì cả. Thời gian gấp ăn ổ bánh mì hay ăn bát mì gói thôi. Em chỉ dùng được sản phẩm của Dimotide vì các hãng khác trên web thấy online chỗ em không có bán. Nếu mà bạn muốn dùng toàn thực phẩm bổ sung không á thì anh nghĩ bạn cũng chớ đi, bạn không nên làm vậy. Thứ nhất á, là cái ưu điểm thực phẩm bổ sung là gì? Là calo thấp, nó là một trong những ưu điểm của thực phẩm bổ sung. Nhưng mà nếu mà bạn xài cho cả ngày luôn thì nó chính là khuyết điểm luôn. Calo mà không đủ, trong khi bạn dư dinh dưỡng mà thiếu calo mới đau chứ. Bạn tưởng tượng ra được không? Nếu mà giờ bạn nạp fusion, bạn nạp liên tục á, thì bạn nạp mát gì đó, bạn chồng vô, nó sẽ dư dinh dưỡng mà nó thiếu calo. Và đôi khi thiếu calo thì dẫn đến trường hợp là chúng ta cảm thấy đói, không đủ năng lượng chúng ta trải dài trong ngày để làm việc tập trung hơn, đúng không anh? Đúng rồi. Thì như vậy bạn vẫn có thể sử dụng thực phẩm bổ sung chính, nhưng mà vẫn phải có thêm những cái nguồn cáp ở ngoài để cho nó gia tăng cái cơn no của mình lên. Vậy thì đó, bằng cách là mình có thể mang theo người như là khoai hoặc là xôi, đúng không? Khoai, bắp, xôi, bánh mì, đó là những cái đồ rất là dễ mang. Những sản phẩm có thể bổ sung đó, cáp. Còn protein trong ngày á, mà bạn xài Dimotide á, mà bên nước của bạn á, còn Fusion á, thì bạn có thể xài sản phẩm này. Elite Fusion á, thì bạn có thể xài sản phẩm này thay thế cho protein trong ngày. Còn trước tập sau tập thì chắc bạn biết rồi. Trước tập thì cứ reward cao, rồi sau tập á, thì cứ là protein. Protein của Dimotide chắc ISO 100. Nó ISO 100 cho nó đỉnh. Rồi xong rồi cứ ISO 100 cộng xôi. Vậy là bạn căn bản có gì đâu. ISO 100, casein, Fusion là protein rồi. Còn vitamin của Dimotide là multivitamin, là multivitamin đó. Bên Dimotide vẫn có bổ xương khớp nữa, nếu mà nước của bạn có bán cái đó thì bạn cứ mua thoải mái. Chúng ta bước vào câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 11747. Chào anh Duy, cô Thê và chị Hương Baby. Em là nam, năm nay 20 tuổi. Dạo gần đây trong chuyên mục hỏi đáp, ở phần đầu xuất hiện thêm phần lịch sử Việt Nam, em thấy rất là hay và ý nghĩa. Vui nữa chứ anh chị. Thôi không miên man nữa, em đi vào câu hỏi. Anh Duy ơi, em có câu hỏi là sau khi tập xong giáo án 3 đến 5 tháng, em có thể chuyển qua luôn giáo án Lean Body căn bản được không? Mà không cần tập giáo án tăng cơ 6 buổi một tuần. Em thấy nội công mình cũng kha khá và các bài tập của em cũng tương đối chuẩn. Còn câu hỏi nữa, xin mời anh Duy trả lời cái ý đầu tiên của bạn về vấn đề đổi giáo án. Được bạn, nếu bạn cảm thấy tự tin vào bản thân thì bạn có thể đổi. Ý thứ hai của bạn là anh Duy dự định khoảng bao giờ thì mở phòng gym ở Hà Nội? Em và nhiều anh em đây rất mong. Anh Duy bật mí thời gian cụ thể tí, chẳng hạn như nửa năm hay một năm. Lời của em chúc anh Duy, chị Hương luôn tươi trẻ và tràn đầy nhiệt huyết để cống hiến nhiều cho cộng đồng thể hình. Anh không tự tin đến mức mà có thể trả lời cho bạn nửa năm hoặc là một năm. Nó mà có thể là nhiều năm. Nói chung là vấn đề này không trả lời được. Anh không biết luôn, bản thân anh không biết để trả lời luôn. Anh không thể nào hoạch định được là bao giờ, khi nào sẽ có được phòng gym ở Hà Nội. Đó, để mở một cái phòng gym ra, thứ nhất là nó nằm ở hai đầu nỗi nhớ như vậy nữa thì nó rất là phức tạp các bạn à, không đơn giản đó. Các bạn có biết tại sao mà Lưu Bị mà xin lỗi Gia Cát Lượng mà đi đánh mình gọi là 6 lần xuất Kỳ Sơn mà thất bại cả 6 lần không? Nó do là đường đi xa xôi, kích trở nghìn trùng, nó cực lắm, đánh trận hành quân xa nó rất là đuối. Nó mà huống hồ gì nó là Kinh Châu á, là cái nơi mà gọi là cửa ngõ đi đánh tàu, mà gọi là cái sự kiêu ngạo của mình á, mà Quang Vũ đã làm mất đi Kinh Châu, làm Gia Cát Lượng rất là đuối trong cái việc mà đi xuất Kỳ Sơn ra đánh Ngụy. Nên các bạn thấy là từ ở thành phố Hồ Chí Minh mà đi ra Hà Nội mà mở phòng gym, nó khó bằng mở 10 cái trong thành phố Hồ Chí Minh luôn, chứ không phải một cái nha bạn. Rất là khó. Nhưng mà nên anh cũng cố gắng thực hiện cái nguyện vọng này để cho nó phù hợp với, thứ nhất là sự mong mỏi của các bạn, và thứ hai là nó cũng là một cái gì đó, một chút tình với quê hương. Nó chút tình với quê hương là tên bài nhạc, nhưng mà cái này là sửa là chút tình với các bạn phương xa. Anh cố gắng thôi chứ anh không trả lời chính xác được khi nào đâu bạn ơi. Câu hỏi 11748 chào anh Duy và chị Hương. Em xin hỏi anh chị về phương pháp tập luyện ngực
Chuyện là em tập đã 5 năm nhưng nói thật sự tập đúng thì đến nay chỉ khoảng được 6 tháng sau khi học được nhiều kiến thức thể hình do anh Duy truyền đạt. Lúc trước em có nghe anh nói rằng tập ngực sai lâu ngày sẽ làm cho ngực trở nên tròn, vùng ngực dưới rộng ra, đường ngực không khoét sâu lên trên. Ngực em như vậy đó ạ. Mấy tháng nay xác định là em thiếu ngực trên nên dồn vào tập ngực trên nhiều hơn, nhưng phần ngực giữa của em vẫn còn bự và có thể nói là mỡ đôi phần hơi sệ. Mong anh Duy chỉ cho em cách khắc phục, không biết là em có nên tập theo chế độ cutting cho phần ngực được không? Còn những nhóm cơ khác em vẫn bâng kinh. Mong anh Duy và chị Hương giải đáp giúp em. Các nhóm cơ khác bằng bên kinh thì được, nhưng mà giờ cái ngực bằng cutting nè, anh nói vậy. Tức là bây giờ bạn nói là cái ngực bằng có mỡ nó mới sệ đúng không? Thì thằng mỡ bạn phải xin để làm một thằng giặt. Một thằng giặt mỡ. Nó bạn phải xử lý thằng giặt mỡ này nó song song với cái bài toán tập tạ của bạn. Bạn tập thì nó chỉ cơ thôi. Riêng cái thằng mỡ này là chuyện khác. Bạn không thể nào mà giờ tôi chỉ cần tập tạ thôi mà tôi giết được hai thằng. Tôi vừa củng cố thằng cơ mà tôi vừa giết được thằng mỡ. Cái này thì bạn cũng hơi ảo tưởng. Bạn phải xác định là mỡ nó giết riêng. Giết nó bằng gì? Vũ khí là cardio. Đó. Rồi giết nó bằng gì nữa? Bằng phát banner, giết nó bằng gì nữa? Bằng ăn kiêng nữa. Còn cái thằng cơ. Thằng cơ này bạn duy trì bằng tập luyện. Tập làm sao để phát triển cơ? Thì phát triển cơ thì có hai ba cách anh đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Đó thì bạn cũng không cần phải kết tinh cái phần cơ ngực này chi nữa. Bạn chỉ cần tập bây giờ tập trung cơ ngực trên, ngực dưới, ngực giữa bằng bỏ luôn cũng được chả sao. Tại sao nói vậy? Tại vì mặc dù mang tiếng đẩy ngực trên nhưng mà cái tỷ lệ nó vẫn ăn ngực dưới và ngực giữa của bạn chút đỉnh chứ không phải không? Đó, nên bạn có thể tập ngực trên trong vòng 6 tháng liên tiếp. Đó, bạn tập ngực trên thôi. Vậy thôi. Xong. Có thể nói là một thực tế nó rất là trái ngược. Đó là nam giới thì lại muốn giảm mỡ ngực đúng không anh? Còn nữ giới thì lại càng muốn có mỡ ngực nhiều càng tốt. Mỡ vú. Mỡ vú. Nãy mới đó trong chương trình kia rồi, mỡ ngực gì? Thì nói đến ngực và vú thì Hương cũng xin chia sẻ một chút là ngực tức là bao gồm có cả cơ và phần đúng. Nếu mà ở nam giới thì theo em nghĩ là chắc là chỉ có cơ và mỡ ở trên thôi. Nam giới không có vú. Em đâu có nói nam giới có vú. Nam giới không có vú. Em chưa nói nam giới. Cái này là do gì? Do cái thuyết tiến hóa của Darwin đó các bạn. À, tại vì xét rằng lịch sử xa xôi nhân loại là nam giới không có nhu cầu phải cho con bú. Nên cái vú không cần phải sinh ra. Đó. Đó là nhưng do mà... theo thuyết tiến hóa của Darwin này. Nhưng mà nam giới vẫn có núm mà. Thì cái núm nhưng mà nó bị triệt tiêu rồi em. Tức là bây giờ nó triệt tiêu rồi, nó nhỏ vậy đó. Rồi. Chứ nó không còn... Nói chung là cái mô mỡ ở cái phần đó là nó giống như là nó rất là ít. Và đúng nói rồi. Chung là mỡ nó nằm ở nhiều chỗ khác nhau trên phần nhưng ngực. Mà có một cái bệnh nhũ hóa tiếng vú nha bạn. Đối với nam đúng rồi, nhũ hóa tiếng vú. Còn đối với nữ thì là vừa có thành cơ ngực và vừa có cái túi gọi giống như người ta gọi là vừa có cái túi đó gọi là vú. Thì có thể là chia sẻ thêm cho các bạn, tại vì Hương thấy là một số bạn nam là các bạn cũng hay dùng gọi là vú, tức là dùng gọi chung cái ngực là vú luôn. Tức là giờ ví dụ như hai người con trai với nhau nhưng mà đề cập ví dụ như anh nói là Di Phan là vú bự, tức là anh đang sỉ nhục nó. Anh đang sỉ nhục Di Phan, tại vì Di Phan giờ cái mỡ ở ngực nó quá nhiều đi. Thành vú luôn. Nhìn nó như vú vậy á. Đó. Rồi. Đây là một chút chia sẻ để làm cho không khí chương trình vui hơn một chút. Chúng ta bước vào câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 11749. Chào anh Duy và các anh chị em trên Thể Hình Online, em xin vào thẳng vấn đề. Em cao 1m7, trước đây em nặng 102kg. Tập HIIT 25 phút với máy tập toàn thân, gập bụng 4 set, 20 rep trên set. Tối em chạy bộ 30 phút, 3 buổi trên tuần kết hợp với ăn kiêng low carb. Giảm lượng thức ăn dần để dưới BMR. Sau 4 tháng em còn 71kg, body fat 24%, lúc này chưa tập gym. Em muốn hỏi là giảm cân như vậy liệu có quá nhanh không mà có ảnh hưởng gì xấu không? Vì đôi khi em thấy chóng mặt và cơ thể phát nhiệt. Quá xấu đi chứ hai bạn. Bây giờ bạn giảm cân thì bạn bằng cách tập thể dục. Bạn có tập thể dục nha. Bạn cardio, bạn HIIT tùm lum đó là bạn có tập thể dục. Nhưng mà cái vấn đề ăn của bạn là bạn đang low carb để cho giảm cái lượng calorie nạp vào người đúng không? Thì hoàn toàn hợp lý mặt lý thuyết thôi. Nhưng mà cái phản ánh cơ thể là bạn cảm thấy chóng mặt rồi đó. Bạn cảm thấy chóng mặt và bạn cảm thấy cơ thể mình nó có những vấn đề bất ổn thì nó đang bất ổn thật. Nó đang bất ổn thật. Còn cái việc mà giảm cân mà giảm nhanh như vậy thì có nguy hiểm gì không? Đó, trong ngắn hạn thì cũng không nguy hiểm lắm, nhưng mà trong dài hạn thì nguy hiểm vô kể. Dài hạn tức là sao? Ví dụ giờ mình lấy cái mốc đi, 6 tháng là mốc rất lâu rồi. Nếu mà ngắn hơn 1-2-3 tháng thì không vấn đề gì, nhưng mà tới 5-6-7 tháng thì đó là vấn đề.
Nhưng mà mình giảm nhanh như vậy thì chắc chắn với bạn không phải là mỡ giảm nhiều. Anh chắc với bạn luôn, bạn giảm cân càng nhanh là nước càng giảm nhiều. Tại vì nước nó nặng, nó làm bạn cảm thấy là giảm cân như vậy á thì mình cảm thấy sướng đúng không? Nhưng mà khi mà ăn low carb á thì cái chính giảm là nước. Cái chính giảm là nước nha bạn. Lúc đó là bạn thay đổi cái cách mà cái cơ thể bạn hành xử. Carb là cái nguồn năng lượng quan trọng, carb là nguồn năng lượng thiết yếu. Bây giờ bạn chuyển qua bằng low carb đúng không? Bạn nói low carb thì anh mặc định rằng bạn đang ăn low carb. Mà low carb thì bạn muốn chuyển thành năng lượng về cái dạng mà đốt mỡ đúng không? Như ketone đúng không? Đó. Thì như vậy á thì nước nó sẽ mất rất là nhiều. Mỡ nó cũng vẫn có mất nhưng mà nó mất không nhiều bằng nước. Do đó cái khối lượng chính trong cơ thể bạn mất là mất nước. Mất nước thì con người ta thiếu nước. Thiếu nước thì đôi khi nó ảnh hưởng tới những vấn đề khác nữa. Và bạn thiếu năng lượng từ carb đi thì cái não bạn nó hoạt động không đúng. Không phải nói là não không đúng, tức là nó sai hoàn toàn. Nhưng mà nó sẽ rất là thiếu tập trung. Rất là thiếu tập trung và nó có cảm giác stress, áp lực sao đó. Thì câu hỏi của bạn anh trả lời như vậy thôi, chứ anh không có nói là cách của bạn sai, cách bạn đúng gì cả. Ý thứ hai của bạn về lịch tập hiện giờ của em là sáng 5 giờ 15 dậy, ăn sáng xong lúc 5 giờ 45, sau 30 phút thì tập HIIT, gập bụng rồi tắm rửa đi làm, chiều 6 rưỡi đi tập gym đến 7 giờ 45, đến tối 9 rưỡi em chạy bộ 30 phút, dinh dưỡng 6 bữa đầy đủ, tối chạy bộ về còn ăn thêm một bữa 100 gram ức gà, xong mới đi ngủ. Lịch như vậy đã ổn chưa hay đã vận động quá nhiều, có ảnh hưởng tăng cơ không? Lịch của bạn thì cũng rất là dày. Đó, nhưng mà nó có ảnh hưởng tăng cơ hay không thì nó phụ thuộc vào bài toán dinh dưỡng của bạn. Nếu dinh dưỡng bạn đủ chất thì nghĩa lịch này vẫn có thể giảm mỡ được. Còn nếu mà dinh dưỡng bạn thiếu, giống như lúc đầu bạn nói bằng low carb đó, thì anh không tin rằng cái lịch này có thể mang kết quả tốt cho bạn đó. Thì bạn cố gắng ăn carb, vẫn phải ăn carb, rất là quan trọng nha bạn. Cái nghệ thuật dùng carb nó mới là cái vấn đề thành công của vấn đề, chứ không phải nghệ thuật bỏ carb ai cũng được cả. Nhưng mà ăn carb cho đúng thì không phải ai cũng ăn được. Bạn hãy nhớ trong cơ bắp của bạn một cái trữ lượng rất cao, trữ lượng rất cao glycogen nằm trong cơ. Mà bạn bỏ carb đi, glycogen nó đâu ra? Nó thua luôn chứ nó đâu ra. Cơ thể chúng ta thiếu glycogen đi thì chúng ta sẽ không hoạt động được bằng những hoạt động thể chất cũng như hoạt động suy nghĩ về đầu óc. Bạn phải sử dụng carb với một cái tỷ lệ nó hợp lý đó. Nói chung ăn uống là cần phải ăn đầy đủ dinh dưỡng hết, chứ không phải là riêng carb không. Còn phải protein trong đó, protein rồi còn phải fat trong đó. Nhưng mà tổng ba thằng cộng lại làm sao cho nó nhỏ hơn cái nó bằng hoặc nó nhỏ hơn cái TDE của mình, để cho mình kết hợp tập luyện thể dục thể thao, nó đốt mỡ đi từ từ mà nước của mình nó không mất. Ý thứ ba là em vừa hoàn thành giáo án 2 tháng cho người mới của anh, giờ em muốn sử dụng thực phẩm bổ sung như Pum HD, Dimaburn vì kinh tế chỉ dư khoảng 2 triệu rưỡi trên tháng, còn protein thì em nạp tự nhiên qua ăn uống. Em có cần mua thêm amino 6000 để hấp thu các bữa ăn nhanh hơn không? Mục tiêu của em là body fat 10-14% và muốn cơ to chút, nên từ giờ em tập nặng và thêm drop set cuối mỗi buổi tập được không? Vì lần giữa tháng 6 em bị người yêu xích cổ lôi về dinh nên cũng nên lúc đám cưới phải men lên tí, anh tư vấn giúp em. À, đám cưới men sao là mạnh đó hả? Nhìn bự hơn, khỏe hơn. Rồi giờ vậy ha. Cái amino thì có thể là khỏi cũng được, tại tập trung của bạn vẫn là chính đó, là fat burner và reward cao, hai thằng này là chính trong giai đoạn này đối với bạn. Thì bạn cứ tập trung bằng đọc hai này trước đi, rồi cái chuyện amino thì nói thật thì cần thích thì mua, không thích thì thôi. Bạn có thể ăn uống từ tự nhiên cũng được, nhưng mà cái bài toán này quan trọng nhất của bạn vẫn là reward cao và fat burner nha bạn. Thứ tư là em có đứa bạn mới tập gym được 1 tuần mà nó muốn sử dụng thực phẩm bổ sung là amino 6000, lipo 6 và one more rep. Có được không anh? Là 1 mg đó anh. Nó cao 1m67, nặng 75, body fat là 27%. Được bạn, hợp lý. Bạn của bạn chọn stack này là hợp lý nha. Cũng là vẫn cái chính là reward cao và fat burner để đốt mỡ, giết giật mỡ. Em xin lỗi vì đặt nhiều câu hỏi do công việc nên không có nhiều thời gian để xem hết các clip trả lời câu hỏi của anh. Rất mong anh giúp đỡ, xin cảm ơn. Câu hỏi 11750 có nội dung gần giống câu hỏi mã số 75 trong hỏi đáp hình số 6. Câu hỏi 11751, anh Duy cho em hỏi MuscleMax có thể cấp cứu cho cơ sau tập tốt bằng whey hay amino không ạ? Hiện tại em đang muốn tăng cân và đã có MuscleMax. Theo anh có nên mua thêm amino không? Như vậy có dư thừa không hay để tiền đó mua thêm thức ăn tự nhiên sẽ tốt hơn? Bây giờ thằng MuscleMax đúng không? MuscleMax nó gọi là nó chấp cả dòng họ quay cộng lại cũng nội công bằng nó nữa nha bạn. Bạn so sánh vậy là bạn đang xí nhục MuscleMax và bạn đang coi thường Max cao năng lượng. Max cao năng lượng phục hồi cơ là vô đối.
anh dám nói với bạn luôn. Max cho năng lượng phục hồi cơ là vô đối. Tại tại vì sao? Tại vì nó có được cái hàm lượng cấp nhanh và nó có luôn cả cấp từ từ. BCA và nó có đầy đủ hết, nó chả thiếu gì trên đời cả. Thậm chí nó còn đầy đủ hơn cả Pursuit nữa. Đó. Nên cái việc mà bạn so sánh bất cứ thằng nào với Max cho năng lượng mà nói về chuyện phục hồi á là mấy anh kia chưa đủ tuổi. Đó. Còn bây giờ có nên mua thêm gì hay không? Thì bạn á, bạn nên mua thêm reward cao. Bạn thiếu mỗi cái reward cao thôi. Cái reward cao cộng với cái max cao năng lượng thì là cái một cái stack nhỏ nhỏ và đủ chinh chiến cho bước đường mà giết giặc gậy vậy đó. Câu hỏi 11752. Em xin chào anh Duy và chị Hương, em là nam, năm nay 16 tuổi, cao 1m74, nặng 73kg. Em theo dõi và học hỏi anh từ ngày những video đầu tiên và em đang tập theo dự án tăng cơ 6 buổi một tuần. Em có thắc mắc là sau khi tập xong dự án tăng cơ thì mình bắt buộc phải tập qua dự án giảm mỡ hay là mình có thể chuyển qua các dự án khác? Đây là lần đầu tiên, là câu hỏi có gì sai sót mong anh chị bỏ qua. Thì bạn chọn cái dự án nào nó phù hợp cho cái hoàn cảnh cơ thể của bạn lúc đó, tức là cái điều kiện thực tại cơ thể của bạn lúc đó. Nếu bạn mập thì bạn chọn giảm mỡ, nếu bạn bình thường thì bạn tập tăng cơ, hoặc là mình thiếu cơ, mình gọi là mình thiếu gì mình bổ sung đó, mình dư gì thì mình kiềm hãm nó lại, phù hợp vào nhu cầu của mình. Đó, trong cái điều kiện bình thường đó thì có thể là nếu mà không ốm, không mập, không gì hết trơn đó thì tập cường độ cao để duy trì cơ bắp và mỡ ít là lean body cho đẹp vậy thôi. Câu hỏi 11753, chào anh Duy, em 25 tuổi, cao 1m8, nặng 72kg. Em mới tập được 2 tháng và có chút khó khăn với bài squat. Em có tập đúng động tác nhưng sau khi tập xong lại thấy đau ở phần cột sống đối diện với rốn, chỗ mà hay cong về phía trước khi lên tạ. Em có nghỉ không squat khoảng 1 tuần, đi lại làm việc bình thường, nhưng mỗi khi cong lưng về phía trước lại thấy đau, hoặc khi gặp người cũng thấy hơi đau. Nên anh cho em hỏi là em có nên tập tiếp không? Em tập set chính là 60kg, mong anh giải đáp. Bạn mới có 2 tháng mà tập 60kg, tập nặng quá chấn thương là chứ gì bạn? Đúng không? Anh nghĩ là khả năng mà tập nặng quá chấn thương là cao rồi nha. Bạn mới tập có 2 tháng mà quất luôn 60kg thôi là squat, không phải chuyện đùa đâu. Và nhất thứ hai hỏi bạn có đai lưng không? Đó, anh hỏi bạn có đai lưng hay không? Nó bằng tập mà chủ quan quá, nhiều khi nó không có trang thiết bị đầy đủ, không có đai lưng thì đôi khi đau cột sống, mà không có quấn gối thì đôi khi đau đùi gối. Đó, tập mới cái bài squat đó, khi các bạn ham tập nặng, mà tập nặng phải có đồ chơi cả về ngoài về thiết bị, mà đồ chơi cả về dinh dưỡng nữa, thì mới may ra mới chống chọi được với cái sự tàn phá khốc liệt của nó. Không, cái bài đó có tổn thương cơ, tổn thương khớp, tổn thương xương này nọ kinh khủng, mình phải phục hồi lên, mình phải có đầy đủ đồ chơi mới có thể chơi bài đó. Còn bây giờ bài đó thì có hai cái option cho bạn. Một là bạn giảm tạ đi, bạn tập chừng 30-40kg thôi. Cái thứ hai nữa, bạn chuyển qua bài bạn đạp đùi đi, leg press, thì nó sẽ đỡ hơn, cái nó thương hơn cột sống của bạn chút. Câu hỏi 11754, chào anh Duy và chị Hương, em có một câu hỏi xin nhờ anh chị giải đáp. Chẳng là em có đọc câu đó về em có đọc đâu đó về việc cardio của một huấn luyện viên nước ngoài. Trong bài viết, người ta có nói không nên cardio quá lâu với nhịp tim 65% so với nhịp tim cao nhất. Bởi vì khi đó cơ thể sẽ lấy luôn năng lượng từ cơ, chỉ nên cardio với nhịp tim 65% trở lại. Anh Duy cho em xin ý kiến về vấn đề này. Em thì hiện tại không theo nổi cường độ cao khi cardio, vì em đang gặp vấn đề là khi cardio cường độ cao, tim em đập rất nhanh, cảm giác rất khó thở, đau ngực, nên chỉ có thể cardio nhẹ nhàng. Cho em hỏi nữa là trong các ngày tập tạ, anh có thể trả lời ý thứ nhất của bạn. Thì cái việc bạn đọc đâu có mâu thuẫn gì với anh nói đâu bạn. Anh cũng, cái quan điểm anh cũng đã nói rất là nhiều lần rồi mà. Bạn tập cardio nhanh thì đốt cả cơ. Nói chung là đốt cả cơ thì nó cũng quá đáng, nhưng mà nó đốt những thành phần trong cơ trước đã. Và cái sợi cơ là cái cuối cùng nó hy sinh. Đó, thì tập cardio cường độ thấp thì nó mới không đụng tới cơ mà đụng tới mỡ. Bây giờ bạn tập âm vậy đụng tới cả cơ và cả mỡ, chỉ là chuyện bình thường, đâu có gì đâu. Và anh nghĩ sao mà vậy? Khi mà chúng ta tăng cái level HIIT lên, tăng dần lên. Tăng dần đúng không? Bây giờ HIIT bạn xác định sao? HIIT là tập buổi riêng lẻ. Chứ chả ai mà tập tạ xong mà tập HIIT nữa cả, hiểu không? Tập tạ xong HIIT nhẹ thôi thì được. Còn bây giờ HIIT, anh giả sử bây giờ nhịp tim thấp nhất của bạn là 60, nhịp tim cao nhất có là 90 đi, bạn chọn HIIT kiểu đó đúng không? Thì bạn phải tập một buổi HIIT riêng lẻ. Mà khi bạn tập một buổi HIIT riêng lẻ, tức là trước khi cái buổi tập đó là bạn đã men rồi. Tức là sao? Trữ lượng glycogen trong cơ bạn nhiều. Đó, creatine cũng có. Đó, mỡ cũng có. Thì khi bạn tập như vậy một buổi HIIT của bạn làm gì mà tới 30 phút? Đúng không? Khoảng chừng 20 phút thôi. Thì lúc đó là nó đốt gì? Nó sử dụng creatine. Và nó sử dụng cái gì? Nó sử dụng glycogen. Glycogen là nó đốt chứ đốt cái gì? Thì nó sử dụng glycogen là nó đốt, mới đốt cáp thôi. Nó chưa có đốt cơ.
thì ảnh hưởng gì đâu. Thì bạn tập xong bạn về bạn cơm tiếp, vì nó lại bổ sung cái glycogen vô trong cơ. Ảnh hưởng gì tới bộ thế giới, chuyện đó chuyện rất là bình thường, đúng không? Còn khi nào mà bạn tập tạ xong rồi có tiếng đồng hồ rồi đó, rồi bạn qua bạn tập HIIT nữa, thì lúc đó nó lâu quá thì cơ thể của bạn nó sẽ đốt cái gì, đốt retin nó đốt hết, rồi tới glycogen nó đốt cũng muốn hết luôn, rồi nó đốt mỡ rồi đó. Nhưng mà trong lúc đó đó, khi mà nó đốt mỡ không á là báo động rồi. Giống giờ đánh trận đi, đội quân có 3 nhánh tiên phong, 2 kia nó gãy cổ rồi, còn có thằng này thôi, cái xong rồi nguyên sói chết rồi, 2 đội quân cứ thất bại rồi, còn có đội quân này thôi, đánh nổi không? Nói họ kệ mày, cứ gắn đánh đi, để tao kêu giác lượng để điều binh tới cứu viện đó. Thì cái thằng cứu viện là cái gì? Thằng cứu viện là cái thằng cơ bắp á, thằng cơ bắp đốt cơ bắp ra nó cứu viện đó. Nó thì bạn đừng có để cho cái đội quân cuối cùng mà nó cho chiến đấu lẻ loi mình, nó thì nó đâu cần phải tới nhu cầu của cái thằng cơ bắp làm chi đó. Tức là buổi tập bạn đừng quá lâu, đừng có ham mà tập quá trâu trong thời gian quá dài, thì bạn không có lo gì cả. HIIT của bạn đứng một mình nó chả sao, chỉ khi nào nó nguy hiểm đứng chung với một buổi tập tạ trước đó thời gian quá dài trên 1.5 tiếng đi, ví dụ vậy. Thế là khi mà chúng ta tập tạ xong thì nó đã cái lượng glycogen ở trong cơ nó đã bị hao hụt một chút rồi. Chắc chắn là gì và nữa. Bây giờ chúng ta lại qua HIIT nữa thì có thể là sẽ đốt mỡ và cũng có nguy cơ là sẽ đốt cơ luôn. Còn nếu mà mình HIIT nhẹ nhàng thì không sao đúng không ạ? Đúng rồi, HIIT nhẹ nhàng thì cái đội quân địch thủ nó yếu quá. Thằng kia nó cứ trời ơi mày. Mặc dù hàng anh của tao gãy cổ rồi nhưng mà mày cũng banh xác rồi, mày còn có mấy thằng lính thôi, tao mình tao xử thôi. Tao không cần phải kêu ra các lượng cứu viện. Vậy thì cái buổi HIIT hoặc là buổi cardio chính của bạn sẽ vào cái buổi là mình không tập tạ, là mình tập cardio chính thôi. Đúng rồi, sách cũng dạy vậy mà bạn, sách dạy bạn là đã HIIT thì không tập tạ mà. Vậy những lúc mà mình tập tạ xong thì mình có thể là đi bộ nhẹ nhàng. Đi bộ hoặc chạy chậm. Khi bạn chạy cà bẹt, nhịp tim cũng chừng 60 à. Chúng ta bước qua câu hỏi, hình như là bạn còn một ý nữa. Cho em hỏi nữa là trong các ngày tập tạ trước tập em có ăn bữa phụ đủ chất và em xài C4. Vào tập thì cứ đến khoảng giữa buổi là tim em lại đập nhanh, đau ngực khó thở mặc dù em không thấy cơ bị quá tải. Em tập với 60% one rep. One rep max hay one more rep bạn? One rep max đúng không? Trong giáo án trung học phổ thông của anh. Một set em tập 10 rep, hít thở thì hít thở đều đúng giáo án. Sau khi tim đập nhanh bất thường như vậy em phải nghỉ lâu, sau đó hồi phục lại mới tập tiếp tục. Em xin lời khuyên của anh để khắc phục tình trạng hồi phục. Bây giờ tim mà đập nhanh đúng không? Thì có hai vấn đề. Một là có thể là tim mà nó yếu đi. Mà tim yếu thì tập nhẹ vậy thôi. Giờ tập 60 thôi, tập 40, không ai chê bằng cả. Đó, quan trọng là sức khỏe của mình phải tập cho nó hợp lý. Còn thứ hai nữa là có thể do bạn chưa quen C4. Hoặc cũng có thể là C4 mà uống nếu mà quá liều một chút là cũng dẫn đến cái tình trạng là hơi bị nóng lực rồi hơi bị đập tim đập nhanh. Đúng rồi. Vậy thì giờ bạn nhả C4 ra bạn tập thử coi nó sao. Nếu mà bạn nhả C4 ra bạn tập y chang vậy mà nó không bị gì cả là do bạn không thích hợp C4. Hương cũng muốn chia sẻ với bạn là bạn có thể thử là bạn bớt liều C4 lại. Khi mà từ từ quen rồi thì bạn có quen làm quen C4 thì chuyện nó rất là bình thường. Cái chuyện mà mình sử dụng C4 mà mình tập nó khỏe mạnh và nó an toàn rất là bình thường. Còn nếu mà mình hơi quá liều một chút là tim mình nó sẽ hơi đập nhanh. Thì mình thử là bây giờ mình thử bớt liều lại hoặc là mình thử là không dùng C4 luôn. Nhưng mà trước mắt là mình thử bớt liều lại đi xem nó có sự thay đổi hay không. Căn bản có thể là do sức khỏe bằng kém. Nhưng mà sức khỏe bằng kém thì mình phải gọi là mình khắc phục từ từ, bằng cách này cách khác để từ cho mình nâng sức khỏe lên, chứ không phải là mình chấp nhận với sức khỏe mình kém nha bạn. Và thứ hai là mình xài C4 thì mình nhớ là cái bữa mà phụ trước tập là mình tiêu hóa. Tức là cái bữa đó nó tiêu hóa xong rồi thì mình hãng dùng C4, chứ bạn đừng có dùng kèm. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 11755. Xin chào anh Duy Teacher và chị Hương Hot Teacher. Lời đầu tiên thì em muốn nói là em có 3 câu hỏi anh chị chuẩn bị ở hỏi đáp 5378. Em dành một câu tâm sự mà lại phạm quy, hơi tiếc mà thôi bỏ qua đi. Chủ yếu là trước thấy anh Duy update clip có hình chị Hương hồi trước xinh quá trời xinh mà mới có vài năm anh sát hành giết thành nguội gơn luôn. Câu thứ hai là em thấy đôi khi group chúng ta có cần có những vài ảnh hay clip vui với mục đích giải trí để group thêm hương vị và nhộn hơn. Dù là group hiện tại khá là xôm, nhưng nếu không có một hai clip vui và hay ảnh vui, em nghĩ là khá khô khan. Trong giống 50 hay 100
Số hỏi đáp trước cũng khô giống vậy. Em nghĩ nếu caption rõ ràng kèm hình vui thì đâu mấy khó khăn. Em chỉ mong anh xem xét. Chàng cười là thứ bổ ích cũng giống như liều whey muỗng mát làm dịu đi cơn đau nhức cơ vậy. Thì anh có nói gì đâu bạn. Thứ nhất bây giờ nè, cái vui đó nó phải vui như thế nào đó. Thứ nhất bây giờ hình đưa giống như bạn nói là phải có tiêu đề rõ ràng. Hình ảnh nó phải có chú thích cảm nhận của bạn nghĩ tấm hình đó như thế nào đó. Ít ra bạn phải vậy bạn mới bắt người ta coi. Chứ giờ bạn chia sẻ cái hình, bạn đưa cái hình đâu đó ra bụp cái, để cái icon cười vô một phát một, đó là bạn quá coi thường người khác. Anh nghĩ sâu lắm mà. Bạn quá coi thường người khác mắc gì để tấm hình nó tồn tại. Đúng không? Ví dụ như bạn post tấm hình, bạn phải nói hôm nay trời chạy đánh cao tôi buồn, chẳng hạn tôi sao tôi buồn, hay là tôi thấy tấm hình này tôi nhớ tới chuyện này chuyện kia này, hay là trong phòng tập tôi cũng có những người giống vậy hay là sao đó, rồi một chút chia sẻ với các bạn. Ít ra mình phải có cái cảm nhận về cái tấm hình mình chia sẻ cái đã. Rồi người ta mới đọc chứ. Đó là một ý. Ý thứ hai, có rất là cái chia sẻ thì nó phải là chia sẻ cho nó đàng hoàng, đúng không? Cái nguồn nào nó phải gọi là nó tin cậy, cái nguồn nào nó phải đàng hoàng xíu. Chứ còn ví dụ như có những bạn chia sẻ từ những group khác, mà bạn qua bạn nhìn coi thành viên group đó chửi mạt sát thành viên bên THOL như là cái gì vậy đó. Bây giờ bạn chia sẻ hình bên group đó thì bạn nghĩ có anh, nếu mà anh admin hay các bạn admin khác, các bạn nhìn vô các bạn có sốn mắt không bạn? Hay là các bạn cố tình khiêu khích? Đương nhiên là có những người này người kia, anh không nói là bạn, nhưng mà có những người ta lợi dụng cái này lợi dụng cái nọ để người ta gây ra một cái sự là mâu thuẫn, người ta gây ra những cái vấn đề đó không tốt, không có ích cho group. Đó là một ý thứ hai. Ý thứ ba nữa là anh muốn các bạn hay có cái tính tự lập. Các bạn có tính tự lập hay là các bạn tự tạo ra những cái giá trị thật sự. Ví dụ như sản phẩm các bạn làm ra có xấu có tệ có mấy thì bản thân anh và các bạn mình khác cũng vẫn rất là trân trọng. Ít ra đó là sản phẩm của mình. Còn bây giờ bạn lang thang trên internet mà kiếm được tấm hình một con cái bụp vô, bạn chỉ mỗi cái công bằng xe thôi. Chứ bạn chả có cái gọi là cái công sức lao động, cái cống hiến gì trong đó cả. Đó. Nên còn tràn cười hay không tràn cười gì, nên anh cũng tùy việc, phải nhìn vào cái sản phẩm thực tế anh mới biết là có để nên để cho nó sống hay là để đích nó cho đỡ mất công hoặc vô gây lộn. Đó, phải nhìn một sản phẩm thực tế. Còn cái việc thành viên chúng ta rất là đông. Thành viên chúng ta rất là đông, hơn 6.000 người. Nhưng mà anh chả thấy đâu được một cái bài viết nào mà gọi là cảm thấy là các bạn có đầu tư chiều sâu một chút xíu. Ví dụ bạn post cái bài đó, thời gian bạn nghĩ ra cái bài post đó 1 tiếng, 2 tiếng hay là nửa tiếng gì đó, thì đó là cái mới là cái công sức, cái đó mới là cái giá trị. Đó, chứ còn bây giờ bạn post mấy cái bài khác vô nó rất là nhảm và nó rất là loãng. Đôi khi bạn thấy anh không, anh cảm thấy rất buồn, anh cũng phải gán bài vô anh viết một đoạn văn dài nửa trang A4. Có thể là nói chuyện cười, có thể nói chuyện này chuyện kia, nhưng mà nó tốn của anh hết 10 phút đồng hồ. Cái đó là cái giá trị không thể phủ nhận. Và bao nhiêu các bạn trong group làm được cái việc đó. Anh cần một cái group như vậy. Cái group như vậy mới là một cái group mình là gọi là có một cái sự chuẩn bị, mình có một cái sự chuyên nghiệp, mình có một cái sự nghiêm túc. Còn không thì các bạn muốn cười, muốn đâu đó bạn qua group khác bạn post thoải mái gì đâu. Mấy group khác đâu có cấm bạn. Bạn post hình 18 cộng vô người ta coi còn đông nữa. Nhưng mà riêng ở đây thì cũng có thôi. Rồi, câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 11756. Xin chào anh chị, em có vấn đề muốn hai anh chị giải đáp. Em có đứa em năm nay 13 tuổi, cao 1m62, nặng 45kg. Nó thuộc dạng khó tăng cân. Vậy em có nên mua Muscle Mass Gainer để hỗ trợ việc tăng cân của em không? Và cũng cho em hỏi là nếu sử dụng được thực phẩm bổ sung Muscle Mass Gainer thì được dùng 2 trên 1 ngày được không? Em xin chúc thể hình online. Dùng 2 gì? Chắc là 2 liều đấy. 2 liều ngày hả? Em nghĩ thế. Nói chung em bà còn nhỏ con nữa thì dùng 2 liều thôi bạn. Hay là 2 muỗng thì Hương cũng không hiểu bạn. Một liều thôi, 9 muỗng được rồi. Thì em của bạn tình trạng như vậy thì xài được, ok, tốt thôi nếu bạn có kinh tế. Và dùng một ngày một liều thôi, kết hợp với ăn uống, ráng ăn, ráng uống từ tự nhiên nữa là anh nghĩ là tăng cân là ok thôi. Câu hỏi của bạn cũng đã khép lại cho một hỏi đáp số 520. Chị Nguyễn và Thương xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương mục hỏi đáp hình số tiếp theo. Dìm dìm, hạnh phúc đời ta không thể vắng xa. Dìm chính là đời, nào đen liệt sưng mạnh để chẳng thua ai. The Melker, cánh tay chàng càng sức sống bạn ơi. Xóa
công tôn gian sexy. Cơ bắp cứng căng theo nhịp benpress siêu đẳng. Nhịp thở đua theo từng bước chạy cardio. Tinh thần hưng phấn ta gập bụng liên tiếp. Mạch máu sôi sục barbell row Zenichita. Sang kẹt sờ đơn đậm đà chất nam tính. Này mắc OT super set cùng lên body. Và 45 phút cường độ cao ta năng chính tạo gym. Là câu hỏi liên quan đến thể hình và được trả lời giải đáp nhanh chóng. Các bạn vui lòng đăng ký hội viên group Facebook Thầy Ngon Life Fanpage. Chúng tôi không thể giải đáp qua các kênh mạng xã hội. Xin chân thành cảm ơn. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p. Do đó, các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn. Và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.